Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Và ngay lúc này thì Mua Bán Xe Cũ sẽ gửi tới anh chị và các bạn thông tin báo giá chi tiết về một chiếc xe 7 chỗ gầm cao của nhà Hyundai đang có mặt tại Auto 139, địa chỉ 139 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Anh chị và các bạn quan tâm thì có thể qua liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết, giá bán cũng như các ưu đãi hỗ trợ từ cửa hàng để anh chị và bạn có thể nắm rõ thông tin về chiếc xe này nhé. Về phần đầu xe thì anh chị bạn có thể thấy được là xe có các chi tiết như đèn bi, rồi giải đèn led định vị ban ngày, đèn sương mù dạng halogen, rồi các chi tiết như mặt ca lăng, ba thanh lan, hình lục giác và các chi tiết nốp lắp la răng còn rất đẹp ạ. Xe thì cũng đã được trang bị cam lề rồi. Đăng ký tên tư nhân, chiếc xe này đăng ký biển Hà Nội anh chị nhé, sản xuất là 2017, phiên bản máy xăng 2 cầu số tự động. Các chi tiết về đèn đóm của chiếc xe còn rất đẹp ạ. Đèn thì trang bị đèn full nét rồi. Cốp thì đây là bản full nên có trang bị cốp điện. Cùng hệ thống camera lùi rồi cảm biến lùi giúp chúng ta lùi xe một cách an toàn. Đây là không gian hành lý để đồ. Khi mà dập hàng ghế số 3 xuống nó sẽ tạo ra một không gian rất là rộng rãi anh chị ạ. Anh chị bạn cùng em quan sát về phần keo chỉ, đinh tán, mọi chi tiết của chiếc xe này trong tình trạng hoàn hảo nhất. Xe bên showroom bán ra cho anh chị và các bạn có là cam kết cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ là xe không đâm đụng, không gặp nước, bao check test toàn quốc. Anh chị và các bạn có thể mang đi bất kỳ nơi đâu để kiểm tra. Đây là các chi tiết nó còn ly lông anh chị ạ. Xe chủ xe rất là giữ gìn ạ, nên các chi tiết của chiếc xe còn rất đẹp ạ. Đấy, cốp điện rất là trơn tru. La răng thì trang bị 5 chấu kép. Lốp lắp thì còn rất dày ạ. Tay nắm cửa mạ chrome và các chi tiết mạ chrome chân kính. Đấy, đây là phần cánh cửa anh chị nhé. Ốc ác tất cả các chi tiết đều còn nguyên bản. Phím điều chỉnh kính còn rất là rõ, nhìn vẫn còn rất là mới nhé. Xe thì có trang bị là rèm che lắng hàng ghế thứ hai, cửa sổ trời toàn cảnh, chỉnh điện. Đấy, cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai nó trang bị hai bên cánh cửa anh chị ạ. Và bây giờ là ta đi cùng vào phần cánh lái, có trang bị mở cửa thông minh bên lái và bên phụ. Đây là các chi tiết phần keo chỉ rồi đinh tán, ốc ác, mọi chi tiết nguyên bản. Đấy. Rồi là phần táp ly cửa, phím bấm, mọi chi tiết của chiếc xe trong tình trạng hoàn hảo. Các phím lên xuống kính rồi là chỉnh gương, nhớ hai vị trí ghế lái, ghế phụ cũng có chỉnh điện anh chị nhé. Đấy, các chi tiết ghế ngồi anh chị này, các chi tiết bề mặt ghế da anh chị hãy quan sát cùng em. Mọi chi tiết của chiếc xe còn trong tình trạng rất là hoàn hảo. Cam nó bị rơi anh chị nhé. Đấy, cam lề góc bên kia. Màn hình giải trí đầy đủ. Do trời nắng nó bị rơi xuống, nó không hít lại. Màn hình giải trí tích hợp camera lùi, bản đồ dẫn đường, có trang bị rất đầy đủ anh chị ạ. Rồi điều hòa tự động, phanh tay điện tử Auto Hold. Đầy đủ các tính năng tiện ích đến những dòng xe hiện đại nhất bây giờ nó đang sử dụng. Có trang bị cả sấy ghế anh chị ạ. Đấy, sấy ghế lái và ghế phụ. Rất là nhiều tính năng. Xe thì cũng có hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Ta cùng đi tham quan chi tiết về cái phần vô lăng này. Vô lăng trang bị đầy đủ các tính năng cruise control, tăng chỉnh âm lượng, làm thoại rảnh tay. Rồi là cái đây chị bạn xem các tính năng. Các tính năng của chiếc xe đấy. Khởi hành xuống lúc hỗ trợ xuống dốc này. Rồi là chống chân trượt. Các chế độ lái đầy đủ. Rất nhiều tính năng tiện ích. Anh chị và các bạn quan tâm chiếc xe này có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình nhé. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như là hỗ trợ anh chị và bạn về các thủ tục mua xe trả góp, sang tên di chuyển. Các thông tin cần chi tiết hơn về chiếc xe để mà giải đáp thắc mắc của anh chị và các bạn, hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Đây phần nắp capo anh chị này, mọi chi tiết còn rất là thẳng về được các đường gân. Các chi tiết ốc, rồi cái phần dập đổi dập lỗ còn nguyên bản. Và vừa rồi thì em đã tổng hợp sơ qua cho anh chị và các bạn chiếc
Hyundai Santa Fe phiên bản 2.4, số tự động, máy xăng, 2 cầu. Chiếc xe này hiện đang giao bán với mức giá hơn 800 triệu một chút thôi. Anh chị các bạn quan tâm thì có thể liên hệ em theo số điện thoại. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ cho anh chị và bạn nắm rõ. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm tới kênh Mua Bán Xe Cũ và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của Mua Bán Xe Cũ. Rất mong nhận được sự ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như góp ý cho em để em có thể hoàn thiện hơn ở phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại.